Nhằm tuyển chọn những thanh niên có thể lực tốt phục vụ trong quân đội, từ ngày 4 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Thốt Nốt phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức khám sơ tuyển cho 1.984 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên được khám chuyên khoa như thể lực, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa và da liễu. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan để tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Thốt Nốt chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần một cấp phường, chu đáo, chặt chẽ. Xét duyệt lần lượt từng công dân trong khu vực, nắm rõ quan hệ xã hội, học vấn, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, điều kiện kinh tế gia đình. Từng loại danh sách được Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường kết luận và biểu quyết thông qua. Các phòng ban ngành đoàn thể và chính phường phối hợp ngành y tế thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên trước khi tiến hành khám sức khỏe.